Về nội dung thì xây dựng đảng vẫn phải xây dựng trên ba nội dung, đó là xây dựng đảng về chính trị, xây dựng đảng về tư tưởng, xây dựng đảng về tổ chức. Nhưng khi đảng ta là đảng cầm quyền rồi thì về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức có những vấn đề mới phải được giải quyết so với khi đảng ta chưa cầm quyền. Đấy, mà rõ nhất tức là vấn đề xây dựng đảng về mặt tổ chức. Đấy, thì xây dựng tổ chức làm sao để cho cái tổ chức ấy đủ sức thực hiện cái nhiệm vụ lịch sử mới là xây dựng đất nước, đem lại nhân dân ta cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng nước ta trở thành một nước tiên tiến, sánh vai với các cường quốc. Nhưng mặt khác cái tổ chức ấy cũng phải đủ sức để đủ sức đề kháng, tự đề kháng để ngăn ngừa những cái căn bệnh mà do quyền lực gây ra. Vì khi đảng cầm quyền có nghĩa là đảng có quyền lực, mà đảng đã có quyền lực nhà nước thì cái căn bệnh cầm quyền, căn bệnh quyền lực này nó rất dễ phát sinh. Do đó cái bộ máy này, nhà nước này phải đủ sức, bộ máy đảng, bộ máy nhà nước phải đủ sức tự đề kháng để mà phòng ngừa, để ít mắc bệnh hơn, và mắc bệnh rồi thì đủ sức chữa cái bệnh đó.